Khi tham quan trại rắn Đồng Tâm, nhiều người sành chơi sinh vật cảnh thường ghé nhà anh Võ Minh Tuấn, ấp Miễu Hội, xã Thành Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, sát cổng trại rắn để xem con rùa kỳ dị mà anh này đang nuôi. Con rùa có điểm khác lạ là mai nhỏ hơn nhiều so với phần cơ, thịt, vì cơ bốn chân khá to, trong khi phần đầu lại rất nhỏ. Phần mỏ rùa có màu vàng, mỗi chân có ba móng to, khỏe, rùa cử động chậm chạp nhưng rất dạng người. Hai chân trước đều có vảy tròn xếp lớp, kiểu như vảy rồng. Rùa siêu dị được anh Tuấn nhốt trong lồng kính. Bên ngoài là lồng sắt kiên cố, thức ăn của rùa thường là thịt bò, tép, chuối, rau muống, rau lang. Mặc dù ăn rất nhiều, nhưng suốt 10 năm nay, rùa vẫn giữ nguyên trọng lượng mà không lớn thêm. Anh Võ Minh Tuấn cho biết, thực tế năm 2008, anh chỉ mua con rùa này với giá 7 triệu đồng. Tuy nhiên, có nhiều người thích trả giá 1 tỷ đồng mà anh không bán. Thưa quý vị, thời gian gần đây tại nhiều tỉnh thành trên cả nước thường xuyên xảy ra các vụ đập bể kính xe ô tô và trộm đi tài sản. Hành động nhanh lẹ lấy đi những tài sản có giá trị cao. Thủ đoạn của bọn tội phạm mới này hoạt động theo băng nhóm và đang gây lo lắng cho nhiều bác tài cũng như là giới chủ xe mỗi khi là phải đậu đổ xe ở bên đường. Thưa quý vị, hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng tỷ đồng cùng nhiều tài sản giá trị của các nạn nhân đã bị lấy đi. Thế nhưng tình trạng trên vẫn tiếp diễn và ngày càng phổ biến hơn nữa. Và để có một cái nhìn cận cảnh về thủ đoạn của loại tội phạm này cũng như làm sao để phòng tránh, xin mời quý vị sẽ cùng đến với phóng sự ngay sau đây. Đây là hiện trường vụ đập kính xe vừa diễn ra ngày 29 tháng 10 tại Quảng Ninh, lấy đi 3,5 tỷ đồng của nạn nhân để trong xe trước khi vào ngân hàng giao dịch. Đáng nói là dù có lực lượng bảo vệ ngân hàng, nhưng kẻ gian vẫn manh động thực hiện trót lọt. Trước đó ngày 10 tháng 9, chỉ trong vòng hơn chục phút dừng xe để ăn trưa, một chủ xe tại Bình Dương đã bị kẻ gian nhanh tay đập bể kính và lấy đi 13 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác mà ông này để trong xe. Cũng tại Bình Dương trước đó, một người phụ nữ khi đậu xe ven đường đã bị kẻ gian đập bể kính và lấy đi hơn 100 triệu đồng mà bà này cất giữ trong xe. Cá biệt là vụ đập kính xe trộm hơn 1 tỷ đồng cũng từng xảy ra trước đó tại Bình Dương. Còn đây là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ đập kính xe ô tô trộm tài sản tại Gia Lai khi bị bắt giữ. Tối lại xét xe, bị can dạo cũng y hệt như là bị can đi chơi giữa đường, thấy thì bị can làm thôi, lấy đèn pin rọi vô mà thấy có tài sản hoặc là thấy có tiền là bị can cậy, bị can lấy. Có nhiều cái xe bị can không có chuẩn bị gì, bị can lấy đá, bị can đập luôn. Đối tượng của bọn tội phạm này thường là các xe ô tô cá nhân sang trọng. Thủ đoạn của chúng thường là lang thang trên các tuyến đường có nhiều xe ô tô dừng đổ, lợi dụng sơ hở của bị hại khi đậu xe không có người trông giữ, đường vắng người qua lại thì dùng công cụ đập vỡ cửa kính, khóa tài sản của gia chủ để trong xe. Hàng loạt vụ đập kính xe xảy ra trong thời gian gần đây tại nhiều tỉnh thành cho thấy sự nở rộ của loại hình tội phạm này đang rất đáng báo động. Hiện nay, do cả yếu tố chủ quan và khách quan mà đa phần các xe ô tô thường đậu cặp lề đường hay trên vỉa hè mà không có người trông coi, không được bảo vệ. Bên cạnh đó, nhiều chủ xe có thói quen để tài sản trong xe dù đậu đổ ở những nơi vắng vẻ, ít người qua lại, vô tình đã tạo sơ hở cho kẻ gian ra tay phạm tội. Thì đối với cái loại tội phạm này, thì qua nghiên cứu các hồ sơ vụ việc, thì chúng tôi thấy rằng thì phần lớn các đối tượng lợi dụng cái người dân chủ sở hữu, đặc biệt là cái người dân mà sử dụng xe ô tô đậu ở những nơi mà kính khuất tầm nhìn của cái người quản lý, cái người bảo vệ, và trong ô tô thì chủ quan bỏ cất giữ nhiều cái loại tài sản có giá trị. Trước khi phá cửa kính của một chiếc xe, những tên trộm thường dò xét trước rồi mới hành động. Do đó khi chúng không thể phát hiện bên trong xe có những đồ vật có giá trị cao, chúng sẽ bỏ qua. Điều cần làm khi buộc phải để các đồ vật có giá trị trong xe là phải cất ở những nơi kín đáo, không thể nhìn thấy qua cửa kính. Hoặc có thể dán phim màu cho kính ô tô, khiến những tên trộm khó nhìn vào trong xe hơn. Người dân cũng nên thận trọng, hạn chế tối đa cái việc mà cất giữ những tài sản có giá trị trong xe ô tô, cũng như là cũng cảnh giác trước cái việc đậu đổ những nơi vắng vẻ, những cái nơi mà xa khuất tầm nhìn, những nơi mà không có cái sự quản lý của lực lượng chức năng, lực lượng bảo vệ ở những cái nơi mà chúng ta có nhu cầu đến. Qua những vụ việc trên, các gia đình có xe ô tô cần chủ động phòng ngừa trộm cắp bằng cách tăng cường lắp đặt thêm
thêm các hệ thống camera, còi báo động, thiết bị giám sát hành trình, tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở trộm cắp tiền và tài sản có giá trị khác để trong xe ô tô. Theo đó, khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 31 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông nhận được tin báo có nhóm thanh niên tụ tập cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ 1 tại khu vực trạm thu phí thuộc địa bàn quận Cái Răng giáp ranh với tỉnh Hậu Giang. Ngay lập tức các lực lượng chức năng được triển khai tiến hành xác minh, vây bắt nhóm thanh niên trên. 82 thanh niên có cả nam và nữ, đa phần đều có hộ khẩu tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long cùng các tỉnh lân cận đã được mời về làm việc. Lực lượng công an cũng tạm giữ 44 phương tiện xe máy, lập biên bản 23 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều phương tiện đã thay đổi kết cấu nhằm phục vụ mục đích đua xe trái phép. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa bà con, lũ và triều cường lên cao gây ngập úng đồng ruộng và giá cả cũng xuống đáy khiến nhiều bà con trồng mía năm nay thiệt hại nặng nề. Vị ngọt của cây mía trở thành mặn đắng của nước mắt khi nhiều hộ dân thiệt hại hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Thưa quý vị, những năm gần đây thì giá mía và đầu ra thường xuyên bấp bênh, phụ thuộc vào thương lái. Năm nay thì lũ và triều cường lại kéo dài và xâm nhập mặn cũng đã khiến cho hàng trăm hecta mía úng và chết. Do vậy, dự báo từ năm sau, diện tích trồng mía tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm mạnh ở nhiều tỉnh thành. Hiện Hậu Giang đang bước vào thu hoạch vụ mía mới năm 2018-2019. Tuy nhiên, giá mía thấp và khó tiêu thụ khiến hàng loạt hộ nông dân vô cùng khó khăn. Đồng thời, do nước lũ tràn về, nhiều diện tích mía bị ngập trong nước. Tỉnh Hậu Giang đang phải tính toán giảm từ 10.500 hecta mía hiện nay xuống còn 6.000 hecta trong các vụ tới. Tương tự là tại Long An, diện tích mía đã giảm gần 40% so với cùng kỳ năm 2017, ước đạt 5.736 hecta. Tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, do giá mía thấp, trữ lượng đường giảm, tiêu thụ chậm, khiến nông dân trồng mía bị lỗ bình quân tới 20 triệu đồng một hecta và không mặn mà với việc tiếp tục trồng mía vào các vụ tới. Thưa quý vị, làm nghề giúp việc ăn ngủ chung với nhà gia chủ, đúng ra phải là người coi sóc tài sản vật dụng trong nhà. Thế nhưng, liên tiếp trong thời gian qua tại các tỉnh miền Tây lại đang xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản mà kẻ gian chính là người giúp việc của gia đình. Vâng, liên quan đến thực trạng này thì vào chiều ngày hôm qua ngày 30 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tương tự đối với một bị cáo làm người giúp việc đã nhiều lần lấy trộm với tổng số tiền 250 triệu đồng của gia chủ và cái giá phải trả cho đối tượng này là một bức án thích đáng. Sau đây là diễn biến tại tòa do phóng viên chương trình ghi nhận. Đứng trước tòa là bị cáo Trần Thị Mỹ Phương, 44 tuổi, ngụ phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Vào khoảng tháng 12 năm 2017, Phương được nhận vào làm giúp việc nhà ở tiệm điện gia dụng Hùng Linh tại khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc. Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa, Phương còn phụ giúp bán hàng và thu tiền của khách. Lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý, Phương đã nhiều lần lấy trộm tiền. Đến ngày 11 tháng 8 năm 2018, chủ tiệm xem lại camera ở tiệm thì phát hiện Phương lấy trộm tiền nên trình báo cơ quan công an. Tại phiên tòa, Phương khai nhận từ tháng 6 năm 2018 đến lúc bị bắt, Phương đã nhiều lần lấy trộm với tổng số tiền trộm được là 250 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, Phương đã hoàn trả lại cho bị hại số tiền đã lấy trộm. Hội đồng xét xử tuyên phạt Phương mức án 7 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một vụ việc đáng sợ vừa xảy ra vào rạng sáng nay ngày 31 tháng 10 tại Cà Mau. Theo đó, khi thức dậy, một số người dân sống xung quanh khu vực khóm 3, phường 6, thành phố Cà Mau ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ tiệm uống tóc bên cạnh nên đã trình báo cơ quan công an. Sau khi phá cửa để kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể của một đôi nam nữ đang trong tình trạng phân hủy. Điều gì đã xảy ra và dẫn đến sự việc thương tâm này? Ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình tại hiện trường. Đây là tiệm uống tóc Minh Tuyết ở khóm 3, phường 6, thành phố Cà Mau, nơi người dân địa phương phát hiện mùi hôi thối bốc ra nồng nặc vào sáng nay và báo công an. Hai nạn nhân được xác định là Triệu An Khương, sinh năm 1979, cư ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, và Nguyễn Mộng Cầm, sinh năm 1985, cư ngụ xã Đất Mới, huyện Nam Căn. Theo người dân, Khương và Cầm có mối quan hệ tình cảm và thuê nhà mở cửa tiệm uống tóc, sống chung với nhau. Ghi nhận tại hiện trường, nhiều khả năng do mâu thuẫn tình cảm nên Khương đã ra tay sát hại người tình, sau đó treo cổ tự tử. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, người làm mẹ khi còn có tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, kẻ thì ngồi tù vì phạm tội xâm hại trẻ em. Mặc dù đã xảy ra nhiều vụ việc được tuyên truyền và cảnh báo liên tục, thế nhưng tình trạng các thanh niên tại miền Tây quan hệ tình dục với người yêu nhí vẫn đang diễn ra khá là phổ biến. Và tất nhiên là kiểu yêu đương bất chấp tuổi tác pháp luật như thế này thì đều sẽ phải trả cái giá không hề nhẹ, thưa quý vị.
Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 31 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam một thanh niên 18 tuổi, trót dại làm người yêu nhí 14 tuổi có thai. Đáng nói, sau khi sống chung như vợ chồng, do thiếu tiền tiêu xài nên nam thanh niên này đã đi trộm tài sản thì bị bắt và sự việc mới được phát giác. Đây là đối tượng Lê Hoàng Khanh, sinh ngày 7 tháng 1 năm 2000, cư trú khóm Đông An 1, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Cuối năm 2016 đến tháng 8 năm 2017, Khanh và MTT, sinh ngày 28 tháng 11 năm 2004, cư trú phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, có quan hệ tình cảm và đã nhiều lần làm chuyện người lớn với nhau. Khi phát hiện có thai, T và Khanh đã khai thật với gia đình, sau đó cả hai thuê nhà trọ và sống với nhau như vợ chồng. Đến tháng 10 năm 2017, do hết tiền tiêu xài, Lê Hoàng Khanh đã đi trộm điện thoại trên địa bàn và cất giấu tại phòng trọ. Sự việc bị phát giác, Khanh bị bắt và hiện phải đối mặt thêm tội danh xâm hại trẻ em khi đã quan hệ tình dục từ khi T mới 13 tuổi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, theo như luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như bình xịt hơi cay, dùi cui điện v.v. đều sẽ bị nghiêm cấm tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và mua bán. Tuy nhiên, trên thực tế, những mặt hàng này vẫn được công khai rao bán trên các website và mạng xã hội với cái danh nghĩa là phương tiện tự vệ. Và thưa quý vị, liên quan đến vấn nạn này thì vào chiều ngày hôm qua 30 tháng 10, khi đang tuần tra thì Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã phát hiện một đối tượng ngụ tại địa phương đang vận chuyển cũng như là mua bán công cụ hỗ trợ trái phép cho một công ty trên mạng xã hội chuyên kinh doanh những hàng cấm nguy hiểm như thế này. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 50 phút chiều ngày 30 tháng 10, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Công an xã Tam Hiệp tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Khi đi qua đoạn đường liên xã ở ấp 5 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, thì phát hiện có hai đối tượng đang dừng xe máy trao đổi bên đường có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra. Lúc này, một đối tượng nhanh chân lên xe tẩu thoát. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe máy mang biển kiểm soát 63B442989 do Nguyễn Quốc Cảnh điều khiển đang chở theo 33 vật dụng, gồm roi điện, đèn pin roi điện, bình xịt hơi cay, gậy ba khúc. Qua làm việc tại cơ quan công an, bước đầu Cảnh khai nhận đang đi giao hàng cho một công ty trên mạng xã hội và hưởng hoa hồng từ 30 đến 50 ngàn đồng một lượt giao hàng. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.